Student, today we are going to learn unit 30. Okay, now we read and study the new word first. Bearing, cycling, flu nó cứ một bị thật fly hoa hán. Looking, pull, riding, searching, stop, walked, dừng bị chênh dùm đấy thật ăn chóng. Tập ôn điên chỗ là mê điên bài dùm ấy. Okay, now we start in unit 30. What was happening? Ta quay công phong cả lạc. Ở sức đây, bọn bọn. Nghe đi được lưu bàn thọt vì tổ. Bọn riêng bọn. Sự cầm là bọn nâng nhớ chất được đại. Nóng ca bọn riêng bọn lục lưu cứ an bị tổng bò thì mở rồi bài sắp bọn bấy. Lo là mở rồi cao sắp bấy. Chẳng lẽ cả lạc thọt vì tổ nên mình bàn ở bọn thơ ca dịch cư rưu và thơ cái ca. នៅក្នុងវីដេអូនឹងទេគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនធ្វើកិច្ចការហើយខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូវិញតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការយល់ច្រឡំចំពោះបងប្អូនដឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់វីដេអូមួយនេះឲ្យសិស្សរៀនក៏ប៉ុន្តែវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូនជួយពង្រឹងបន្ថែមឲ្យបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលខ្សោយ ภาษาอังกฤษคุณอาจเรียนตามวิดีโอนั้นคือคุณอาจยลเจ๊ใช่ป่ะการในคลังมวยกำลังแทนเตียนเรื่องเรียนนี้คือจองไอโฟนเจ๊ปลาปลาพาซิมโพให้หนึ่งพาคอนยูเอาไว้เติมจีพาซิมโพเอาไว้เติมจีพาคอนยูต่อยังจับร้านต่อเนี้ย Look at the picture and find the word in the box. Okay, now look at the picture. Mina bird, bicycle, shadow nó gương một lúc, road plow, policeman, grail nó mà no cọc rồi nó, grail. Okay. Listen and read the story. How does Lee Wan feel? Ngày ni lục lưu chăm ở bộn sạch đập. Bọn mối tập triêm prong phép sạch đập tầng ạc kìa. Tape script 10.30.1. It was just before 7 o'clock last Wednesday night. Ivan was cycling home after visiting his friend. The road was clear and he was riding his bike carefully. Suddenly, out of nowhere, the shadow of a bird flew out in front of him. Levan pulled hard on the brake, but it was too late. He got off his bicycle, but to his surprise, there was nothing there. While he was searching for the bird, he felt a cold wind on his face and a strange feeling that sent shivers down his spine. He was still looking for the bird when a policeman stopped behind him. The policeman walked up to him and asked if he needed help. So Levan told him what had happened. He didn't seem surprised when Levan told him about the bird. Earlier this year, a minor bird had died in the area. His grave is near here, said the policeman. You're not the first to have seen his ghost here, he said in a scary voice. Oh no, it's a bong, Levan cried. 30.1. It was just before 7 o'clock last Wednesday night. Ivan was cycling home after visiting his friend. The road was clear and he was riding his bike carefully. Suddenly, out of nowhere, the shadow of a bird flew out in front of him. Ivan pulled hard on the brake, but it was too late. He got off his bicycle, but to his surprise, there was nothing there. While he was searching for the bird, he felt a cold wind on his face and a strange feeling that sent shivers down his spine. He was still looking for the bird when a policeman stopped behind him.
The policeman walked up to him and asked if he needed help. So Levan told him what had happened. He didn't seem surprised when Levan told him about the bird. Earlier this year, a minor bird had died in the area. His grave is near here, said the policeman. You're not the first to have seen his ghost here, he said in a scary voice. Oh no, it's a Vong, cried. Script 10 point. How does Levan feel? Ta Levan mea rong yang mạch đai? It was just before 7 o'clock. Bia mong prumpel. Ram mong prumpel kut nung. Last Wednesday. Ka pi yuk thangai put mon. Levan was cycling home. Levan kum pong chi kong tuk teh. Bần top pi tu leng mật phẹt. The road was clear. Mình là plow nung kui cho bạc na. And he was riding hai quát cầm bông chi còng quát đòi prong bây giờ. Suddenly, pliem pliem, no, out of nowhere. Cho người ta pliem pliem nó cứ khơi, mình khơi plow nó, mình khơi thì muốn đi là plow thì cho ba hai phần tay khỏi nó, ọt khơi plow. They said though. Sệt đồ nó là sầm màu nè, sệt đồ nó mình lục nó còn sầm màu, không đi đến gì bọn ta sầm màu. Sầm màu lấy bạn ra bạn say bàn hai chân là vì một quận. Levan pull hard, Levan nó cứ tiền còng, pull hard, pull lúc kia, bây giờ tiền cho người ta chập prang nhạt khác. Còn một cái cứ dứt bê được hại. He got off his bicycle. Quát bàn chốt vì con bà quát. Gót nó mà bị get, get out nó bị chốt. Và get in là chỉ chốt con vì con bà quát. Bạn có bàn tay. To his surprise, người ta chạy. Hàng bà quát lắm. There was nothing there. Miên là vậy nó tìm được tìm. While he was searching, nó bây giờ quát cầm phong xoay rộp. Was searching. Rồi bạn sao bạn say nó. He felt cold, quát. Miên là rõm tha cho là chạy ở khu phương on hi phê nơi lơ mục mà còn. And a strange feeling hay ở rõm chùm lại đại ban sen đại ban nhờ cho người ta silver down nhỏ cho người ta silver down nhỏ thua nhỏ nó ăn khlong spin spin nó cứ ăn khlong mà còn. He was still looking for quát nâu tai cầm bông rộp bà xa bà xay nặng. Nó bê đá bởi lý bàn mình chốc nó bị cỏ quát. The policeman bởi lý bàn walk up to him bàn đá mở rộp quát. Hai chú quát thác tá quát trâu cài chúi rủi tế. So Levan, lý chân Levan told him. Lý chân Levan bàn prap quát. Away đá quát bàn. Away đá cả lạng. He didn't seem surprised. Quát mình hạ được chiếc nhạc bà tê nơi bê đề lưu bán bàn phạm quát ông bì bà sao bà xây nâng. Earlier this year, nó đã làm cho nàm lý. A Minas bird had died. À sát nâng cứ sao bà xây Minas nâng cứ ngọp. Nó không bê thẳng nâng. He was buried. Vì nâng trọc bàn cái cọc nó không lô mối nó chết nâng. Said the policeman believe me yên. You not nè, cứ chìm lưu đồng bông hay đẹp bàn khơi nhìn không màu cho bọc biên là tí nè. He said còn giấy, nó không xô xùm lên đẹp của anh phải khai. Scary boy, oh no, it a wrong, Levan. Chụp, bài. Bất sân bồn, sẽ đọc lúc cụ bỏ bài ở toán bồn ách mà xa lăng vĩnh khai năng. Look at the example in the table and read the word. Chân lực năng lý bồn mở cả bà phát xin phố hay nâng bà phát còn nhiều. Chân vì use the phát xin phố dân bà phát xin phố là bài này dây ẩm phí sẽ cảm phiếp ở tay các bạn mình chọc bình hạn. Chân thất nông lạ cả nạ sẽ cảm phiếp đã cả làng hai bình chọc tôi với nhau cứ dân bà phát xin phố. I read a book last night.
I read là như mình ăn read cứ I read a book last night. Dùng bàn ăn sẽ phô mối. Ta bị dùng. B. Use the past continuous. Pra past continuous đồng bay nì dây ẩm pi sẽ cảm phiếp nó phong mặt to. In progress nâng cùng phong mặt to. Nó ai bê chứ bạc luôn, nó không bê thay đứa cả. At 8 p.m. nó mong phong bay mình sợ mình. I was watching a film. Nhóm ban cũng phong mơ sai phía trên mùi. Chân nó không mong bay nâng. Nhóm ban cũng phong mơ. Chân ní kì chì ca khóc lại kì nè viên ca pra phát sinh phố hay nâng phát con nhu. I watched a movie last night. I was watching a movie last night at 8 p.m. I didn't watch a movie last night. I wasn't watch a movie last night. Did you watch a movie last night? Were you watching a movie last night? Chân pi nâng khóc lại kì nè mùi. Dương prao mình chạy scam phiếp đại bàn cạn lạc hay vì chọc tôi bình. Là phát con nhu ní cứ mình chạy scam phiếp đại cầm phong bằng tó. Nó không bệ thì cả chú bác lọc, nó không bệ thì cả là. Mình đã không ổng lắm. Mong bằng bay nâng cứ quạt cầm phong mơ mà. Bạn ta chô mong muốn, quạt chụp mơ. Thì khi chạy cả prao cà phí nâng, nó không mê riêng nâng, ai bố ôn dự chất tức đã mẹn thế. Ai bố ôn ảnh sơ xê chô sơ phô lại nâng nó. Bây ở chẳng và ọt xế cứ ọt chẳng này còn thầm mớ hay ọt xế cứ ọt chẳng. Ok, read the story, unscribble the sentences, write the sentences in the notebook. A. Lee Van Holm was cycling, was riding he by his him in a flu Albert front break. Lee Van had the pull off. Chẳng lẽ nâng bộ đọc mớ hay check repeat it thả tạm. Chẳng đọc lại nâng. Transcript 10.30.2. A. Levon was cycling home. B. He was riding his bike. C. A bird flew out in front of him. D. Ivan pulled hard on a brake. End of tip script 10.30.2. Tip script 10. Bơ sân bồn sđap ọt bán bồn ai tha sđap lọng tiệt á. Choose the correct word and write the sentence in your notebook. Chưng bồn sơ sê đã chôn trong sư phâu hay bồn chăm sđap mơ. Tip script 10.30.3. A. He was searching for the bird. B. He was still looking for the bird. C. A policeman stopped behind him. D. The policeman walked up to him. E. Lee Wan told him what had happened. F. He was buried in a grave near here. Trong chùm lời phí ní, bà sân phôn sạp bật bán phôn ai sạp đo tiết ô, sạp đo tiết á. Read the sentence, choose either past simple or past continuous to complete the story. Some did was doing his homework in his bedroom when the earthquake starting at 6:15 p.m. He said was sitting at his desk when the chair was starting to move across the floor. When the floor stopped moving, some ran was running to find his mother. His mother was cooking when the earthquake started. When he found was finding his mother,
She stood while standing in front of the cooker. They decided while deciding to look outside. Outside, they saw was seeing some tree on the ground. The hospital was very busy at that evening, but nobody was dying. It wasn't a very bad earthquake. It only measuring 5.5. Trong chùm lệch đi cứ read the sentences and vô chứ rơ passing poll có bán either or nó chứ rơ passing poll có bán rư có phát con yêu có bán làm bây mình bây nhiều ở lâu thì họ dừng rơ bài mít chứ rơ bài mít. Some was doing his homework. Some cũng phung thơ homework bọc quạt nó có nông bình tục đề bọc quạt này. When the earthquake nó phê đài là chùi đầy nó cứ tạt thịt ban chặt đàn nó mò vào muối đập ràng thì chẳng bật sân dương vị phía tha xua đá ta passing poll hay phát con nhu mùi nà cạn mùn chẳng phát con nhu cạn mùn passing poll vô theo nó phê dương của phong phơ phong phơ vớ sẽ anh chùi đầy và lưng sẽ bị lưu cái ấy cổ lộ nó cứ phát con nhu cạn mùn passing poll. Nó có nông mê riêng nóng lực rùi xô mình chạp ôn ôi đăng thà xua thà chó passing point. Hay nóng phát con nhú ở dụ môi bài nóng ngại chó pin nóng mùi nà cần muốn phát con nhú cần muốn passing point. Để dương cầm bông tài thua homework chắc chạy phản đáy vì chuối đầy mỏ. Mình chuối phản đáy. Mình men chuối phản đáy hay bản dương tụt thua homework cái dương cầm bông thua con phước. Mình đã earthquake bị started. He said was sitting. Cái này dừng vô cho chó. Quát cầm bông cối nó lơ tóc bỏ quát. Nó bê đá cái ấy nó cứ chập đá move across the floor. Anh ấy vô bị was sitting, anh ấy vô start. Còn bản thân vật sân dừng vô he said. Anh có bác đứa kia cả là thay dừng vô passing for của bác, phát con như của bác. Đọc lần này nhóm chọn ngồi bộ chơi rơ ta mình chạy ta mùi nà cạt môn này chẳng hắn á. Chẳng cái lãnh bộ này chơi rơ luôn ai mà ở đây á. Và chơi rơ luôn ai mà. Thầy xe cho nó phố. Và vật tay made a mistake. Vật tay bàn thuở mình có một mùi. Vật tay à. Đi vật tay chưa nào ra vật tay đi còn mắt đi còn vật tay ra tay đấy. A, B, C, D, E. Mà lôi mơ rụt hiếp đằng mà lôi mơ rụt chân read the story and check your idea and rướng hai bình lật mơ cùng lật bọt nè. After school last week mình to bì riêng cả bì sọc là muốn vật tay were jogging in the park vật tay cầm bông rật hạt prán nó không xuân cho bà. She was running really fast nên cầm bông rật lươn mềm tên. Ah, usual, chết học là. A boy was jogging toward vật tay. Mày bỏ nâng cầm bông rật hạt pran. Chú bố mà căn vật tay. Pì, cả lại xây tiết này xuân cho bà. He was running faster than vật tay. Quát nâng cầm bông rật lươn trên vật tay rồi tiền. He bumped into vật tay and knocked her to the ground. He bumped nâng mẹ bốc á. Rồi cả chôn á. Tổng kịch ấy nó bằng bọc vật tay hay gọi đuôn nọc tạo đầy. Vật tay got up slowly and check her pocket for her money. Vật tay ban krau vị đề ở ban krau là dứt dứt hay vì nền mơ có bộ lời bản niên. Xâm rạp lời bản niên năng mà có bộ mơ phải lọc bạc lời á. The money was in there. Cho người ta lời nó cứ mần lâu thì như thế. Nhưng mà she sprint after the boy. She sprinted after the boy. Mình là niên rất nhọp á. Sprint nó rất nhọp và rất sắc lươn á. Mình tỏa bị mấy bọc nè. She caught him niên bàn chạp bàn quạt. Hai cậu bàn xoay chẳng khẳng thả. Give me the money. Ở lời mực nhau bình.
The boy was very frightened. Mình prom gư pay hay có bạn ơi lui tới vật tay mình. Để quạt miến nó trong đai của quạt mình. Hoạch lui ở mình. Hoạch lui ở mình. Giật ngọ bài. Cũng chết tại hiện này. Hỏi lời với mong. Vật tay ran home, vật tay ban rồi tập tiền niêng mẹ rắm sợ bài chất na vì luôn niêng ban oi lời rồi bằng niêng chọn ra niêng miên lời bằng niêng mình đào tiền nè để ăn bát lời á. When she got home, rồi bên niêng một đào tiền niêng ban ba thuyền bằng tập đầy bằng niêng hai là lời tóc bằng tập bị kẹp bằng niêng niêng ban khơi lời rồi bằng niêng mình. Bằng tập bị ôn ban đặt ăn bát rừng nắng ta ôn giờ cho bà đại dịch tế ta vật tay nâng lây rồi bà quản nâng tiếp tục nâng nà hai miền bà rong mà nè bàn rốt lươn trên quạt thiệt chẳng dùng ta mà bọt nâng bộ này bị phiệm mớ ta vật tay nâng dùng mà nè bồn sẽ đạp bàn ọt thế thì ta vẫn to bì เรียนหายกับพี่สัปดาห์มนุษย์บทไตบ้านรถดกนงส่วนชบาเนียงบ้านรถอย่างเลื่อนให้ไม่พร้อมเนี่ยผมพงรถตรักตรักนั่งชุบมากันบทไตปีจงเซนเทียนในส่วนชบานั่งทางเซนเทียนส่วนชบานั่งกอดรถเลื่อนเชียงบทไตเทียนกอดบ้านบกบทไตให้กับบ้านทั่วไอ้บทไตนั่งดูเลยเลยได้บทไตกล่าวปียืดหายกับเป็นเนตรเมื่อเลยบ้านรอเลยบ้านเนียง lời nâng mà nào thì như thế nhưng bạn rất nhọc dạng lươn và tập mình bỏ nâng nhưng bạn chạp quát hay bạn xoay dạng khăn ở lời một tiếng quên mình bỏ nó phải nà hãy các bạn ở lời tập vật tay đại quạt miễn là nó có bảo bảo quạt chẳng đại quạt miễn lời đại quạt miễn là có bảo bảo quạt nó cứ ở tập vật tay ở cuộc vật tay cất thả lấy nó nông có bảo nó về bỏ mình bỏ rốt một bốc sẽ bắt lời ở ấy có bạn ơi thả ơi lời mà quên chẳng có mấy bọn phải biết ơi lời bọc quạt tiền mà nó tốt vật tay vật tay rất mọc tiền quên nên mẹ rộng thả sọc bài nó phải phút nên miền lời bọn nên một đoạn tiền cho nên điên miền lời bình nơi bên nên một đoạn tiền nên khởi nên ba thuyền bần tục để bọn nên hai cậu nó lời tọc nó chọc nó treo nên bạn khởi lời bọn nên chẳng ra nên ọt bàn cho lời tàu tàu hạt bàn tê tạm bất liên xung lật vô lời vì kê bệnh đầy lời nếng tụng lật tiền tha lời bỏ như vô read the question and unscribble answer write the answer chứng bồn ai riệp ví dụ này thường mệnh ở trên chưa xung lùa mà thì bỏ nắng ai châm lái cái chân này read the story again. Correct the mistake in the sentence. Write the sentence in your notebook. A. Siva ran really fast. B. He was ran faster than Votai. She checking her pocket for her money. She sprinting after the boy. She opening her bedroom door. She was seeing her money. Chúng bồn đáp, listen, check, and then repeat my. Vậy cả. Tab script 11.32.4. A. How long have you lived in Siem Reap? B. What day has lived in Siem Reap province for 5 years? C. She has been friends with Bisai for a long time. D. She has listened to all of his albums. E. She has been an athlete for 6 years. End of tip script. Sau phôn sạp đoàn tiết để xài vui chặn cho lòng. Lúc rưu chặn. Sau phôn sạp đoàn tiết lúc rưu chặn. Tip script 10.30.4. A. She was running really fast. B. He was running faster than Watai. C. She checked her pockets for her money.
D. She sprinted after the boy. E. She opened her bedroom door. F. She saw her money. And 10.30.4. A. She was running really fast. B. He was running faster than what type? C. She checked her pockets for her money. D. She sprinted after the boy. E. She opened her bedroom door. F. She saw her money. And nó có nói phần này đi. Phần cần mới ta phần stop mấy nhắn ta chậm lại mùi nà. Ta she was ran rồi có she was running. Chân bờ sân phần stop bằng chìa bác phần ai stop xa lăng mình. Read the sentences and prayog. Choose either past simple or past continue to complete the story. Chân cái này phần ai chơi rơi chỉ past simple của bạn rồi có past continue của bạn. Lại nắng còn ai chưa được móc anh ấy trong dây tha cái xe so chê e nít mini tha ví dụ e nó cứ đồng bốn khi do nè Smay was preparing lunch when they came mà chân cái do chê e nên lẹ cả nạ hồi bốn nghe vô lắm cái xe so chẳng Krul was very unlucky. It ran, rước vào running every day during holiday. Chẳng ôn do mùi nà. Do lý rước vào pi nâng do si môn vái rước vào vai hay si. Chẳng nghi sưu là ôn ai sơ sê chỉ chẳng các bạn. Chẳng ôn thơ ôn ai lại nắng. What was that in the sky? Look at the picture, choose the best title for the story. A. Vì xây holiday at the lake. Vì ra holiday là bao vì xây nó ai bằng. A weird thing ở vầy chùm lại mối nó không mê. The beautiful lake bằng là sẵn sàng. Chân phôn mơ ní. Chân là cừu nâng an bỏ prai at the bot ở phôn sẵn đầm. Last week after school, bọn tò bì sắp đá môn, bọn tò bì riêng nâng. Thế nhưng nào có nội bằng chỉ môi đường xong, vượt tay lý vắn. Xong vừa swimming, xong cầm phong hai tất hai trong cầm phong đền. Vượt tay and lý vắn vừa buying, vượt tay hay lý vắn cầm phong tình. À cả đại mùi. Liếm nụ, dương bàn lứ xùm lên đọc lăng nạc mùi. Điên là cần lý mớ, điên rộng mớ hai khơi. This weird looking object là vật thổ để mơ tôi chụm lại nè. Nó không nông mê. It was very long. Vì dù quá hơi vì chưa bật phết mối bò bài tòn. It was moving. Vì cũng bông tầm biên cho là dứt dứt. Some run out of the lake. Mà some rất chênh bị bằng nặng. Dưới cũng bông của lệnh mơ vật thổ nó nó bê đã vì phim phim nó bắt đầu bò bà hòa mình. Vật tay hay năng lý văn bàn mọc hay cho nơi cho bài dường. Dường thì ọc nế mơ vật thổ đã chùm lạnh. Việt Việt nếu viết mà nó bị strength. Đi object vật thổ nó có bàn đô tư dịp bò khiêu hay vì cả chập đa miền trò ná lươn thẳng. Nó có nông bị bay vì nế tí vì mơ ạc khởi đề invisible vì mơ ạc khởi. Vì thọc dường thì dây tao mà lùng lìa chỉ chắc nó ạ bằng cả bản tác vụ kế mình đang thá. À vậy đã vật thổ chùm lại nó cứ chiều vậy tế nó không mệt. Read the story again, number the event in the order they happen. Ôn mơ ní, bị ế đạo ác ní ta. Bởi tình cao mùi ná, để việc cạn muốn bộ ôn ai xê lịch mùi lịch bì lịch bài lịch bài lịch bài mô tờ tạm lần. Read the text again, mark the question and answer. Mark the question to the answer. And at the bottom đầu tiết cụ con xùm lúa ta nâng chậm lại. Chẳng phụ này, and at the bottom nâng máu hay cụ con xùm lúa thì ngọt ní.
chỉ mùi nắng chóng lại. Where were Pisay and her friend last week? Ta Pisay hay nâng mật phẹt ở bọn niếng nào ảnh ná ca phí sập ra môn. What were Pisay doing? Ta Pisay cầm bông thua vầy. Why did he lock, why did they lock up? Had a vấy phụ kê rộp mượt. What did some do? Ta some thua ấy khá. Did the object change the color? Ta vật thuộc lúc bàn bộ đồ bò rứ. What were they doing? Ta phụ kê cầm bông thua ấy nập về đà vật thuộc lúc bàn bộ đồ bò tờ chìa bò khá khóm vầy. Was the object moving slowly? Ta vật thuộc lúc miên trò là dư dư nập về đà vía mượt khởi rứ. Đi kì chì chùm lại. Còn ai cũng còn, còn ai mất. He ran out of the lab, got out of chain bị bằng. He was looking at the object. Phụ kê cầm bông cơ lệ mơ vật thổ nó. Yes, it changed colors. Bạn biết đồ bò. She was sleeping nên cầm bông đê. No, it was moving very fast. Tê việc cầm bông miên cho nó dàng lươn. They were at the lab, phụ kê nó ạ bằng. They heard phụ kê lưu sô xùm lên đó khăn mùi. Chúng tôi ôn ai mơ xùm lúa nên chúng lại phụ con mất. Use the past continuous or simple past to complete the sentence. Chúng tôi ôn ai prao chỉ past continuous của bạn rưu có past simple. Chúng tôi ôn prao past simple rưu có past simple. Past continuous rưu có past simple. Đã bay một bánh bởi dụng năng. Chúng tôi bay cùng ai bị bạc ôn chăm sạp tên ọc nìa. Chạm sẽ đạp mớ, ta vì chỉ tùm rộng phát con là nhú. Rứ có chỉ phát xin phò, ta chạm sẽ đạp tầng ở khía. Chạm sẽ đạp hết chiên toàn mơ phòng của mọi khó. Tiếp script 10.30.5. A. Bisay was having fun with her friends when a weird object appeared in the sky. B. The object became red while the people were watching it. C. When the UFO disappeared, it was flying fast. D. Nobody could explain it because they were having a very weird experience. 10.30.6. Aruni was whistling. Vitai and Levan were looking at a photograph. Pisai wasn't talking to Sam. She was sleeping. Sam was sitting next to Pisai. Sam wasn't drawing on the board. Xôm ở cốt bồn bồ đề bàn cho màu sắc xà chỉ mùi khía thằng ấy nông bị liền tì sản sọc. What was happening? Nếu không biết đến những cái trong ở bồn dồn bị ca pra phát xin phó hay nâng phát con nhu. Ta dân pra phát xin phó nó phê ná, dân pra phát con nhu nó phê ná. Mỗi tiết, xế bà sân, bà dốt mùi, thì xua ra ta phát con nhu hay phát xin phó mùi nà cạn mùi. Chẳng phát con nhu cạn mùi phát xin phó. Sân khâm thập ôn nâng dồn cho bác nó không biết đến xàm sống đi. Hãy được chụp liên ở Mỹ Điện Tì 31. Goodbye. Bye bye.